Thưa quý vị, trong cuộc sống, hạnh phúc chỉ là những khoảng nghỉ. Sao tưởng hạnh phúc là MC đài truyền hình? Vâng. Very informative. Ngày hôm nay, chúng tôi có mặt ở đây để nói về một chuyện vô cùng quan trọng. Từ trước đến giờ thì chúng tôi chưa bao giờ nói quá nhiều về nhân vật này cả. Nhưng ngày hôm nay tôi tin là chúng tôi phải nói trên cương vị của những người đồng nghiệp chân thành nhất. Đến lại. Mày biết là mày hướng giới thiệu là tao chỉ ngồi đây từ nãy giờ, tự nhiên tao đang ngủ, tao dậy xong mày nói lên thang chuyện. Ok, vậy thì đó là ai ạ? Alo. Em, chơi đi. Anh đi, sao hỏi em, anh trước đi. Anh á, anh thì cũng hiểu My tầm như mọi người 100%. Kinh nhờ. Còn mình thì càng tiếp xúc với My, mình càng nhận ra là hiểu My là không thể 0%. Tôi không tự tin. Còn mình thì sao? Thì là bao nhiêu phần trăm? Tôi nghĩ là không có con số nào có thể miêu tả cái độ bất tự tin của tôi. Tôi nghĩ là 45%. Không hiểu chị cả. 100%. 50. Chị My thất vọng với mày. Không phải, chị My không thể thất vọng với tao bởi vì chị là một người quá khó hiểu, chị nói 1. Nhưng mà thực ra là trong đầu chị có 10, chị chỉ nói ít ra thôi. Mày hiểu mà, chị em thân với nhau phải hiểu chứ. Nhưng mà mình không thể khẳng định là mình hiểu người ta được. Thì em cứ cho là không phải 100% đi. Em thích số 7, em hiểu 70%. Tôi nói thật, chị cũng không, chị nghĩ là chị cũng không hiểu chị lắm ấy. Chị kiểu chị lúc nọ lúc kia ấy. Mình nói thật các bạn ạ, mình cũng không hiểu mình lắm đâu, chắc là 50%. Đặng Ngọc My 4 năm 1997, Kim Ngưu. Đây, câu trả lời như vậy đấy. Anh nhặt gì nữa cả trường. Thế bây giờ nó trả lời rồi thì anh trả lời đúng rồi thì anh biết anh là sao. Anh phản bác là em, anh phải không? Chứ mà đúng rồi. Anh xác nhận tên trả lời đúng, tinh tinh. Tên đầy đủ Đặng Ngọc My. Cô đạo là Kim Ngưu, sinh ngày 5 tháng 4 năm 1997. À đâu, mùng 4 tháng 5 hay mùng 5 tháng 4 nhỉ? Mùng 4 tháng 5. Bà Đặng Ngọc My sinh ngày mùng 4 tháng 5 năm 1997. Kim My sinh tháng 5 hình như là ngày bao nhiêu anh? Anh chỉ nhớ là cung Kim Ngưu thôi, còn ngày thì anh bí mật anh hỏi lại. Ngày em trả lời luôn, ngày mùng 4 tháng 5. Đặng Ngọc My 4 tháng 5 1997, Kim Ngưu. À, thế để anh trả lời trước cho. My cao 1m49. 1m49, chắc chắn luôn. Đoán em cao hơn 1m50 đấy. À, nặng như là rơi vào đấy tầm 43 cân. 1m50, 40 cân. À, sao anh bảo hiểu 100% mà anh xác nhận hồi em cả. Không, nhưng mà cân nặng này nó thay đổi thường xuyên. Không, không, cân nặng mình không thay đổi thường xuyên đâu. Cân nặng của anh thay đổi thường xuyên. Không, còn cân nặng của mình. Anh cũng tin là mình sẽ thay đổi thường xuyên, nhưng mà 1m49 là chắc chắn luôn. My chắc chắn là 1m48, 49. Thôi 1m5 đi. Cân nặng chắc tầm 4... Tao nghĩ ba mấy, tầm 38. Điên mà. Trang nhà em, chị biết bao nhiêu cân không? Bao nhiêu? Tầm 40. Tao đoán lại My 1m52, được chưa? Chiều cao nhá, hồi xưa ấy, lúc mà tao nghĩ là tao cao 1m65, nhưng mà tao đo lại là tao không phải là cao 1m65. 1m52 thôi. Đúng rồi, tao 1m52. Chị My cao 1m52. Nặng, theo tao đoán thì chị My cũng bé bé con con thế thì 45 cân, tao cao 1m52. Tao là 42. 40. 2. 10. 2. 10. 42. 10. Là cô gái mộng mơ. 10. 2. 10. 2. 10. Ok. 10. Chiều cao cân nặng á. Chị My cao... chắc tầm 1m50 nhỉ? Chị My cao hơn em không nhỉ? Như cao hơn mày tí. 1m50. Cân nặng bao nhiêu anh? Cân nặng chắc tầm 4 mấy thôi. Chị My gầy lắm ấy, chắc phải kiểu... 40. 40 em. Ờ 40, 40. Có rất nhiều bạn thắc mắc về chiều cao và cân nặng của mình lúc nào mình... Không, đương nhiên rồi, 1m50 tròn. Cho nên mình hay bảo các bạn là mình 3m bẻ đôi. Mặc dù không biết là các bạn có tin hay không, nhưng mà mình cứ nói với các bạn là 1m50. Còn cân nặng thì dao động trong khoảng gần đây là 40-41 cân. À, marketing. Đấy, anh trả lời đi, quan hệ công chúng. Nói chung là nó cũng digital marketing. Anh chắc chưa? Chắc rồi. Chắc rồi cái gì? Truyền thông chuyên nghiệp, professional communication. Marketing. RMIT. PR marketing. University. Chị học cùng ngành với cả nhưng mà truyền thông hay sao nhỉ? Học cùng ngành. Em nhớ hình như là học cùng ngành với Thư, tại vì Thư hay hỏi bài. Chị My học cùng ngành với em. Đúng rồi đó. Đây là truyền thông. Nói cụ thể ra là truyền thông chuyên nghiệp, chuyên ngành PR. Ngành giống Thư. Ngành giống Thư. Truyền thông gì đó. Giống Thư. Chắc chắn giống Thư. Professional communication. Truyền thông chuyên nghiệp ở Đại học Hoàng gia. Theo sự hiểu biết của anh thì My có vẻ thích những cái gì liên quan đến ẩm thực của Nhật Bản. Thích ăn phở, thích ăn mì ramen. Anh kể ba món đi, anh kể nhiều quá. Không phải thích ăn gì ở cái chỗ hôm trước nó đốt mất của anh gần chục triệu ấy. Akira Mac. Đúng rồi đấy, chắc chắn là thích ăn ở đấy, đốt gần chục triệu của tao ấy về tao khóc cả đêm. My thích ăn nhiều món. Tao nghĩ là My thích ăn thịt. My thích ăn bánh gà. Bánh gà bình thường thôi. Thế thì thầm My thích ăn chicken nugget hơn. Bánh gà này, mì cua. Một món nữa món gì? Akira Mac. Em biết rằng
là chị My rất thích thịt. Chị My thích tất cả các món liên quan tới thịt, đúng không? Đúng rồi. À, chị My thích ăn cơm mẹ anh Tân và mẹ chị My nấu. Trời ơi, đúng rồi. Phở nhà anh Tân. Đúng rồi. Xúc xích. Ốc ở Thái Hà mà có chú à, ừ, đúng rồi, đúng rồi. Kéo làm yêu lông của ở Thái Hà. Beef steak. Beef steak. Phải là beef steak. Khó vai. Mình đi ăn nhiều món lắm. Kiểu lúc nào mình cũng thèm ăn một cái gì đấy. Cá rán này. Cái gì dưa, dưa chua, xào thịt bò, xứ xá chua ngọt, chân giò Hàn Quốc. Mình nhiều món lắm. Nói chung là anh thấy khu bạn trai của mình hơi thấp. Nhìn thấy Tân là biết. Mình không biết Mu thế nào mà chắc chắn là đéo phải huy bu. Thực ra thì mình thấy My là một người khá ăn tạp. Không ạ, à, ý đây không phải ý xấu. Ý là kiểu My dễ thích, dễ tiếp nhận tình cảm của các bạn nam. Là anh Tân, 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 là anh Tân. Anh Tân chắc là một người kiểu đầu to, quan tâm này, quan tâm chăm sóc, tỉ mỉ, tinh tế và kiểu nhường nhịn. Thực ra mình chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về gu bạn trai của mình. Nhưng mà nhìn chung thì mình thích một người thông minh này, uy tín này, năng nổ này, tốt bụng này, hiếu thảo này, anh Tân này. Phốc này chắc chắn 100% luôn là con Phốc. Anh thấy nó giống với con Milo. Thỉnh thoảng sủa nhặng lên nha, anh đến là sủa nhặng lên. Nhưng mà My có đi vòng quanh đụ chân mọi người bao giờ không? Không. Đang nói về tính cách cơ mà, đấy là về sinh lý. Đây là về tính cách thì cứ anh cứ đến gần là sủa nhặng lên, My cũng y hệt như thế. Chắc chắn là giống con Milo. Đây này, Milo, sủa đi em, go go. Đấy. Phốc nhiều. Sao lại còn Phốc nhiều? Phong hiểu. Mấy đi mấy lần mà My cáu ấy không, My kiểu trời Phong. Nhưng mà cụ thể hơn là Phốc Hươu nha mọi người, không phải chú Phu à. Không phải Poodle, không phải Phốc xinh xinh, mà là Phốc Hươu màu nâu. Em sử dụng chó con cực. Sử đi, 2, 3. Mọi người hay bảo mình giống con chó Phốc ý, chó Phốc Hươu ý các bạn. Nên là lần mình cũng thấy mình giống con Phốc Hươu rồi, tại vì mình quá là áp lực khi mà đang ở trong vị trí account và phải làm việc với rất nhiều khách hàng. Nên mình có thể sôi máu bất cứ lúc nào ở văn phòng. Vẽ này hả? Vẽ. Vẽ. Đấy. Đàn. Đàn. Ukulele. À, nhưng mà dạo là không thể đánh. Hồi do My ở music club ấy. À, My bật đánh ukulele à? Lele. Ukulele này, cũng biết hát một tí này. Tài lệ của My là bằng tuổi tất cả những đứa hơn tuổi nó. Bằng tuổi anh Huy, bằng tuổi tao luôn. Đấy là tài lệ của My, ngồi trên đầu mọi người đấy. Quắt, đúng rồi. Ngồi trên đầu, nghe từ hai hợp đấy. Hát hay đánh đàn giỏi. Tài lệ của mình bây giờ là lái xe. Tài lệ của mình là vẽ vời, hát hò. Nhưng mà bản thân mình cảm thấy mình vẽ chưa đều lắm. Và hát hò thì càng không hay, cho nên là thôi rồi, vẽ vời vậy. Gọi là biết vẽ một chút. Tao là người tuyển nó, tao là không biết. Mày có nhớ không? Sao mày không nhớ? Em là người bảo anh cứ thử xem Mi đây. Tao thì cái nào không? Tao mà làm phết. Không ăn gì. Ngày vào thì chịu. Ngày vào nhớ thế nào được? Ngày vào tao vẫn nhớ ấy. Ngày bao nhiêu anh? Ngày vào một ngày... Xàm. Làm phết. Không ăn gì. Không ăn gì, đúng rồi. Mình chả có ấn tượng gì về ngày đầu tiên Mi đến đây làm cả. Tại vì... Đúng rồi, mình không ấn tượng. Đấy, mình chỉ thấy là... Tao đã chả hiểu sao thì có một ai đấy vào cũng nào ngồi cạnh Tân đi đâu cũng đi theo. Trong hồi đấy mình nhớ là văn phòng còn rộ lên những cái câu chuyện là về là mọi người là cứ quay sang bên trái là thấy một cặp hôn nhau, quay sang bên phải thì thấy My và anh Tân đang. Tôi phải dùng một cái từ gọi là chạy lếu lều cái văn phòng này các bạn. Ngày đầu tiên là hình như là tháng 4, anh nhớ là tháng 4, tháng 3. Anh vẫn nhớ là cái video đầu tiên là video mùng 1 tháng 4 mà. Vào tháng 3. Xong có sinh nhật anh mà, hồi đấy sinh nhật anh 20 tháng 3, thế là anh vẫn nhớ. Quản lý fanpage của Hôm Nay Ăn Gì? Trước Tết 2018 và mình vào làm thì chắc khoảng tháng 2 năm 2018. Ôi dồi, chắc chắn là anh rồi. Không, nếu mà nói nghiêm túc thì chắc chắn là My thân với anh, xong rồi đến Mây. Mình khá chắc là My thân với Mây hơn. Đấy ở Mây. My thân với anh Tấn. Cô đây giữ văn phòng còn ai nữa đâu? Tao mày. À thế á? Tao chỉ tao từ nãy giờ mày không quay ra tên mày nhỉ? À, em tưởng kiểu chỉ là hai người thì kiểu là... Không, nhưng mình vẫn chọn mình. Thôi. Mày... Anh Tân thì là bạn tri kỷ, chung chăn, chung gối, cùng chung chí hướng, chung luôn con đường. Anh Tân rồi. Anh Đức, anh Tân, chị Mây. Đương nhiên là chị Mây rồi. Là con gái thì thân với chị Mây nhất. Còn là con trai thì thân với anh Tân nhất.
Nickname của My á, cái đầu tiên là chị tóc xanh bán hàng Samonet. Chị tóc xanh này. Xong rồi thứ hai là My một cú rồi. My một cú. Hay gọi là cú ba trên kênh. Đấy, em ba cái. Đấy. My tóc xanh. À, chị tóc xanh. Chị tóc xanh. Chị tóc xanh Samonet. Chị tóc xanh Samonet. Mây. Mây. Thế mọi người toàn gọi My là Mây, còn Mây là My. Loạn hết cả lên. Em hay gọi nhầm là Vi và My. Chị tóc xanh. Chả hiểu bằng cách nào đó em luôn nhầm lẫn Mây, My, My. Cái tên đầu tiên là mình biết là chị My, không phải là chị My mà là chị tóc xanh. Chị tóc xanh. Yeah. Chị tóc xanh này. Chó Phúc Hiêu này. My, My một cú này. Mày biết vì sao gọi là chị tóc xanh không? Không ạ. Vì hồi đấy là My nhuộm tóc xanh. Mọi người dạo gần đây còn hay gọi mình là Mây các bạn. Tại vì mình là Mây Mị. Cứ mọi người cứ gọi nhầm mình với Mây ấy. Mẹ thằng đấy nữa. Phải không? Phải đâu. Hay thấy Mị hay thỉnh thoảng đang ngồi chat với cả các hãng. Tự nhiên mẹ cái bọn đấy. Mất rồi, là chết mất rồi. Ôi mày ơi. Thế làm sao? Có gì kể không? An thì xiên không ạ? Mẹ bực thế nhở? Câu đấy. Tao chết cho chúng mày xem. Anh Huy ơi, anh trả lời khách đi. Chúng nó chửi em bên đây. Đấy thế thôi, mình chỉ nhớ có hai câu đấy. Trên văn phòng chúng ta là hai câu đấy. Điên à? Thằng điên này. Còn ngoài ra thì mình sẽ hay nói câu kiểu ối không bạn ơi, tao chết cho mày xem. Hoặc là với anh Tân thì anh chả thương em gì cả. Cái này thì anh chắc chắn luôn. Anh nói còn những điều mày không biết nữa. À vâng. Số lượng người yêu cũ của My là 4 người. Như yêu hình như là chưa anh Tân My yêu 2-3 người. 3. Oh. Mình không có câu trả lời cho câu hỏi này. Ờ. Mình không biết đếm. Theo em dự đoán thì là 5 người nhỉ? Chắc là 5 người đi. Tao là bao nhiêu? Chị May cũng tầm đấy. Chị May cũng tầm đấy. Tầm đấy. Wow. Wow. Là một con số mà mình không biết. Anh cũng không biết nhưng mà chắc cũng phải tầm 1-20 người đấy. Em nghĩ là cũng phải 5-6 người. Em thích số 7. Thôi rồi 7 người. À không, 6 người, anh Tân là người thứ 7. Ừ đúng rồi. Thế là anh Tân sẽ là người cuối cùng của chị My. 6 người. Kể này anh còn biết hơn cả chúng nó. 5-6. Ôi chắc chắn là này là em quyết rồi ạ. Ra là cái thông tin My cưới đã xuất phát từ lâu rồi. Cái hồi đấy nó còn. Mày ơi mày đừng nói. Thế này, hình như là số hiểu anh Tân cũng hỏi câu này hay sao? Chắc là sang năm. Sang năm nếu không dịch, nếu sang năm không dịch thì nó sang sang năm. Cuối năm, còn năm nào thì chưa biết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và thì cảm ơn các bạn đã theo dõi và nếu thấy hay thì hãy like, share cũng như là subscribe cho S Channel nhé. Bye bye.